Chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về hai sản phẩm, đó là USB audio Bluetooth một này, thì là một cái là chuẩn 3.0 và một cái là chuẩn 4.0. thì hiện tại là để kết nối các thiết bị theo cái xu hướng là không dây, nên là mình giới thiệu hai cái sản phẩm Bluetooth này. Thì đây, con này là theo chuẩn 4.0 và cổng đầu ra đây, đầu ra là 3.5 và khoảng cách phát Bluetooth từ 8 đến 10 mét, hỗ trợ USB audio và chuẩn hit đây. Và thiết bị thứ hai này, con này thì 3.0 và đặc điểm là con này thì có pin tích hợp sẵn ở bên trong rồi. Đây. Thì trong lúc hoạt động thì mình không phải sử dụng nguồn ngoài. Đây. Thiết bị này cũng đầu jack sử dụng đầu jack 3.5. Khoảng cách là từ 8 đến 10 mét. Và dung lượng pin là khoảng tầm 20 đến tầm 2 tiếng, nếu mà sạc đầy 2 tiếng đến 3 tiếng nữa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ check lại với cái bộ audio siêu khủng của mình. Đấy. Thì mình test cái con 3.0 trước. Đây là cái dây sạc của cái con 3.0 này, chuẩn micro USB, chuẩn sạc điện thoại được. Khi nào mà hết pin thì bạn có thể sử dụng cái này để sạc. Rồi. Đầu tiên là mình cắm cái này, bật. Rồi. Cắm vào đầu in. Rồi. Điện thoại này. Mình kết nối Bluetooth. Bật nhá, kết nối với lại này là BT. Rồi. Mình sẽ vào nghe nhạc này. Khi đèn chỉ có đèn xanh nhấp nháy thôi. Đó. Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. To nhỏ này. Thì ở trên đây là có hiển thị cái vạch pin của thiết bị Bluetooth này. Đấy, thì hiện tại là pin còn 50%. Dọc thanh thang bước chân anh đi về đâu, lần nào cho nhau vẫn bao niềm riêng trốn sâu, đường một đường đi với thiết bị này hỗ trợ các cái loại điện thoại phổ thông hoặc là iPhone hoặc Android đều được. Okay. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này. Đây này. Thì cái thiết bị này không có pin tích hợp nên là mình phải sử dụng nguồn. Mình có thể sử dụng cái đốc sạc của điện thoại. Hoặc là mình có thể sử dụng cái cục sạc dự phòng này cũng được. Kết nối này. Đó. Đây là dây audio cắm vào này. Đó.
ở trên điện thoại này, mình cũng vào Bluetooth. Đây, dò thiết bị. Đây. Đó, đã kết nối thành công. Gọi là như nhạc. Nhưng chẳng nên lời đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó vào YouTube bàn tay sao không cán cuộc đời đang rồi nụ hôn thắm đang rồi bàn tay thì thiết bị này rất là tiện lợi, bạn có thể vừa sử dụng điện thoại vừa có thể nghe nhạc mà không phải kết nối dây audio dài gây bất tiện đó. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem.